Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đổi màu len trong ứng dụng móc thú bông, như là chúng ta móc mèo tam thể này hoặc là chó Shiba mà có cái phần màu len tạo thành hình tam giác như thế này. Trước đây thì mình đã có những cái video hướng dẫn về cách móc mèo tam thể, và ở trong những cái video đấy thì mình đã sử dụng kỹ thuật đổi màu len thông thường. Tuy nhiên là với cách đổi màu len thông thường đó thì khi mà chúng ta đổi màu len đối với hàng thẳng, tức là chúng ta đổi thẳng như thế này thì nó rất là ok. Thế tuy nhiên là đối với cái việc mà móc ví dụ như là mèo tam thể, nó tạo khi mà đổi màu len tạo nên hình tam giác như thế này thì nó thì khi mà lên sản phẩm thì nó có những cái lẫn những cái màu, hai màu nó bị lẫn vào nhau và nó sẽ không được thẳng đều như thế này. Và hiện tại thì mình đã học được cách để đổi màu len đẹp hơn khi ứng dụng móc mèo tam thể. Và cái đường màu này chúng ta sẽ được thẳng, sẽ tạo thành đường thẳng như thế này. Chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ móc phần cạnh bên phải trước. Theo cách đổi màu thông thường thì ở chân mũi cuối cùng của màu thứ nhất, tức là chân mũi này, bởi vì là cái phần này nó sẽ chéo nên là cái chân mũi này sẽ là sang màu thứ hai rồi này, thì đây chính là mũi cuối cùng của màu thứ nhất. Các bạn sẽ lấy len bằng màu thứ nhất và rút len qua bằng màu thứ hai như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng màu thứ hai để móc tiếp. Đây là cách đổi màu thông thường. Tuy nhiên, cách đổi màu mới này thì chúng ta sẽ móc như sau. Mũi cuối cùng của màu thứ nhất, các bạn vẫn lấy len bằng màu thứ nhất và rút len qua bằng màu thứ hai. Tương tự như là cách đổi màu thông thường. Và chân mũi đầu tiên của màu thứ hai, các bạn sẽ đâm kim. Chúng ta sẽ không lấy len bằng màu thứ hai này mà chúng ta lại lấy len bằng màu thứ nhất, tương tự như là mũi cuối cùng của màu thứ nhất này này. Sau đó lại rút len qua bằng màu thứ hai như thế này. Từ chân mũi thứ hai thì các bạn lại móc như thông thường, tức là chúng ta sẽ sử dụng màu thứ hai này để móc. Đối với phần cạnh bên trái thì theo cách thông thường chúng ta móc như sau. Chân mũi cuối cùng của màu thứ hai, chúng ta rút len, chúng ta lấy len bằng màu thứ hai và rút len qua bằng màu thứ nhất. Sau đó thì sử dụng màu thứ nhất để móc những chân mũi còn lại. Còn đối với cách đổi màu mới này, chúng ta sẽ móc như sau. Ở phần chân mũi cuối cùng của màu thứ hai, trước tiên này, các bạn cầm kim, đặt kim ở phía dưới sợi len. Sau đó đâm kim vào chân mũi, lấy len như bình thường, rút len qua như này. Kéo len qua. Và như vậy là ở trên kim chúng ta có 3 sợi len. Sau đó chúng ta lấy màu thứ nhất và rút qua 3 sợi này. Vậy là chúng ta đã xong phần chân mũi cuối cùng của màu thứ hai. Tiếp theo những chân mũi còn lại thì các bạn sẽ sử dụng len của màu thứ nhất và móc như bình thường. Ở những hàng tiếp theo thì các bạn cũng móc tương tự như là hàng vừa rồi.